Siêu hot Luffy hóa kỳ 5 trận đứng đô đốc KJR. Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Wendy Legan, nơi cập nhật thường xuyên những thông tin về chapter mới. Kèm theo đó là một vài giả thiết vô cùng thú vị trong Wendy. Theo đó, mới đây nhà cung cấp thông tin Redon đã có một số gợi ý đầu tiên về nội dung của Wendy chapter 1092. Và có thể thấy phần lớn nội dung của chapter này là để nói về trận chiến giữa đô đốc KJR với tứ hoàng Luffy Murom. Còn cụ thể như thế nào thì mời các bạn xem tiếp. Trước khi bắt đầu vào nội dung chính, mình xin nói rằng đây là những thông tin gợi ý từ Redon và chưa được xác nhận chính thức. Và cho nên anh em có thể đưa ra ý kiến của mình ở phần bình luận của video này nhé. Cảm ơn em rất nhiều. Gợi ý đầu tiên là hình ảnh một đoàn tàu đang di chuyển. Nhìn vào hình ảnh gợi ý này thì chúng ta vẫn chưa thể đoán được nội dung của chapter 1092 này là gì. Do vậy thì đã có rất nhiều người cho rằng gợi ý này là để ám chỉ những con hải thú biển của Vegapunk bắt đầu tấn công ngược lại những con tàu chiến của hải quân. Và tôi thấy nó hoàn toàn hợp lý khi mà trước đó những con hải thú biển đã bị những tên người máy sinh học Mach 3 tấn công sau khi Dorak Vegeta giành lại quyền điều khiển bằng con chip. Gợi ý tiếp theo đến từ nhà cung cấp thông tin Redon. Và đó là hình ảnh Luffy đang vui vẻ trong hình dạng G5. Với việc đưa ra hình ảnh gợi ý này thì gần như chắc chắn One Piece Chapter 1092 Luffy sẽ ngay lập tức chuyển sang dạng G5 để chiến đấu với Rock Vegeta. Bởi Redon là nhà cung cấp thông tin uy tín nhất ở thời điểm hiện tại. Và nếu Luffy chuyển đổi sang dạng G5 thì nó sẽ vô cùng thú vị. Bởi nếu để ý bạn sẽ thấy sau khi rời Wano, Luffy đã liên tục chuyển đổi sang dạng G5 để chiến đấu với những đối thủ của mình, từ Roroshi cho đến hiện tại là Rock Vegeta. Ngoài ra khi tức giận thì Luffy cũng ngay lập tức chuyển đổi sang dạng G5. Ví dụ điển hình là lúc trò chuyện với Bonnie ở chapter 1062. Và tôi có cảm giác rằng từ đây về sau G5 sẽ là sức mạnh mà Luffy thường xuyên sẽ sử dụng. Hoặc cũng có thể Luffy chuyển đổi sang dạng G5 là cảm nhận được sự nguy hiểm từ đối thủ. Nếu như Roroshi là sự nguy hiểm dành cho Santomaru thì đô đốc Kizaru sẽ là những thành viên của bang hải tặc Murom. Bởi những ký ức đen tối tại sao Bonnie 2 năm trước vẫn còn in sâu trong tâm trí bang hải tặc Murom, đặc biệt là Brook và Zoro. Ngoài ra có một chi tiết nữa mà chúng ta không để ý, đó là khi gặp lại đô đốc Kizaru thì Luffy đã ngay lập tức gọi đúng tên nhân vật này là Kizaru. Bởi nếu để ý bạn sẽ thấy, ngoài những thành viên trong bang hải tặc Murom thì Luffy rất ít khi nhớ đến tên một nhân vật nào đó nếu như người đó không gây ấn tượng đối với Luffy. Ví dụ điển hình là khi nhắc đến phượng hoàng Marco thì Luffy chỉ nhớ đến quả đầu dứa, hay cho đó là khi nhắc đến Akainu thì ngay lập tức Luffy đã dùng tay đụng lấy vết sẹo trên ngực của mình. Và cả ba đô đốc hải quân cũ xuất hiện trong trận chiến thượng đỉnh Marineford 2 năm trước điều khiến Luffy nhớ tên. Với việc nói đúng tên đô đốc Kizaru thì có thể thấy đô đốc Kizaru đã để lại một ấn tượng cực kỳ sâu đậm đối với Luffy và bang Murom. Nếu không nhờ sự kết hợp của vua bóng tối Rayleigh và Kuma 2 năm trước thì có lẽ sẽ không có bang hải tặc Murom của hiện tại. Và nói tóm lại, One Piece Chapter 1092 sẽ là một trận chiến khốc liệt của Luffy đối với đô đốc Kizaru. Với việc Luffy chuyển đổi sang dạng G5 thì tôi nhận định đây sẽ là một trận chiến đánh nhanh rút gọn của bang hải tặc Murom. Bởi có thể thấy mục tiêu của bang hải tặc Murom là nhanh chóng rời khỏi hòn đảo này cùng với tiến sĩ Vegapunk. Thông tin cuối cùng cũng là thông tin cực kỳ quan trọng. Nếu không có gì thay đổi, tuần sau One Piece tiếp tục có chapter mới. Đây là những gợi ý của Redon về nội dung của One Piece Chapter 1092 sắp tới. Luffy hóa G5 chặn đứng đô đốc Kizaru. Tôi hy vọng anh em sẽ thích video này. Đừng quên like, đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ mình nhé. Cảm ơn em rất nhiều. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.